5 lưu ý cho người bệnh tiểu đường giúp ổn định đường huyết. 1. Người bệnh không nên quá kiêng khem vì ăn quá ít cũng có thể khiến cơ thể mệt mỏi và làm hạ đường huyết, đồng thời gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. 2. Ăn đủ bữa, nên có những bữa ăn cố định trong ngày và những bữa phụ để hạn chế gặp phải tình trạng quá đói hoặc quá no, dẫn tới rối loạn đường huyết. 3. Uống nước đầy đủ, đây là nguyên tắc dinh dưỡng phù hợp với cả người khỏe mạnh và người bị bệnh tiểu đường. Người bệnh nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để kiểm soát bệnh hiệu quả. 4. Đa dạng thực phẩm, nhiều bệnh nhân chỉ ăn một số loại thực phẩm nhất định. Tuy nhiên, thói quen này là không nên. Tốt nhất, bạn nên ăn đa dạng thực phẩm để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. 5. Bên cạnh việc bổ sung dinh dưỡng, bệnh nhân cũng cần tập luyện mỗi ngày để nâng cao sức khỏe, kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên duy trì thói quen ngủ đủ giấc, ngủ đúng giờ, không thức quá khuya, kiểm soát căng thẳng hiệu quả, thường xuyên kiểm tra đường huyết và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ.